Với chiến thắng 1-0 ở lượt trận bù trước PSV Eindhoven vào giữa tuần vừa rồi, Arsenal đã tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại vòng bảng của Europa League mùa này khi duy trì thành tích toàn thắng sau cả 4 trận, qua đó dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 12 điểm. Cùng với đó là lợi thế lớn trong cuộc chiến giành vé chính thức dự vòng đấu loại trực tiếp. Hiện tại với khoảng cách 5 điểm so với đội đứng thứ hai, pháo thủ thành London vẫn sẽ cần một kết quả thuận lợi để đảm bảo mục tiêu đó. Cụ thể ở đây là một kết quả hòa bởi đối thủ của họ chính là đội bóng đang xếp ngay sau PSV Eindhoven. Nếu xét về năng lực, đại diện nước Anh hoàn toàn tạo ra niềm tin cho khả năng thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, chứng kiến họ chật vật để giành chiến thắng ở trận lượt đi cách đây một tuần ngay trên sân nhà, rõ ràng đó không phải là điều dễ thực hiện khi sẽ phải chơi trên sân khách. Hơn hết là ở phía đối diện, PSV Eindhoven cũng đang chơi tốt tại mái ấm của mình. Cụ thể, 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ đã giành được tới 5 chiến thắng và chỉ một kết quả hòa. Ở đấu trường châu Âu nói chung, đại diện Hà Lan này cũng đã chơi không hề kém cạnh khi tiếp đón các vị khách đến từ Anh. Bằng chứng là ở 18 lần tiếp đón trước đây, họ cũng đã thắng tới 6 và hòa 6. Đặc biệt riêng trước Arsenal, PSV Eindhoven cũng đã bất bại ở 2 lần tiếp đón mới đây, thậm chí lần gần nhất còn giành chiến thắng. Chính vì vậy mà yếu tố sân bãi đang được xem là có ý nghĩa quan trọng với thầy trò huấn luyện viên Ruud van Nistelrooy ở trận đấu tới. Trái lại với Arsenal, tuy về mặt thành tích là không đến nỗi nào, thậm chí còn được đánh giá là ấn tượng trong một số hoàn cảnh, nhưng việc chỉ cần một kết quả hòa để chắc chắn tấm vé chính thức đi tiếp đang khiến niềm tin về mặt tinh thần thi đấu của đội bóng này là không cao. Trên sàn giao dịch châu Á, việc nhà cái chỉ xếp kèo chấp 1/4 cho Arsenal.